theo tỉnh lộ 305 qua cầu Bến Gảo chừng 3 km, chúng tôi về thăm xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch vào một ngày đầu thu. Tiên Lữ, một vùng quê chiêm trũng, không những là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của huyện Lập Thạch, mà còn có những món ăn được nhiều người biết đến như cá thính, bánh gạo rang và đặc biệt hơn cả là món tương truyền thống. Tương vốn là món ăn dân dã của người dân Việt Nam, là thứ nước chấm quen thuộc trong mỗi bữa cơm hàng ngày. Ở xã Tiên Lữ, món tương đã gắn liền với đời sống của người dân địa phương từ rất lâu đời. Tương Tiên Lữ được sản xuất thủ công theo kinh nghiệm của người xưa truyền lại, nên có hương vị đặc trưng riêng. Trước đây, người dân Tiên Lữ làm tương chủ yếu phục vụ trong gia đình. Nhưng trước sự phát triển của xã hội, nhiều người có xu hướng trở về sử dụng các loại thực phẩm truyền thống, trong đó có sản phẩm tương. Nhân dân trong vùng đã chắt lọc những phương pháp, cách thức làm tương ngon của người đi trước để kế thừa phát triển thành sản phẩm tương Tiên Lữ thơm ngon bây giờ. Cô ơi, đỗ đậu nành này thì có phải là nguyên liệu chính để làm ra tương Tiên Lữ đúng không cô? Cái đỗ đậu nành này nó làm ra được một mẻ tương là nó cũng đạt 90% là đỗ cháu ạ. Còn ngoài ra là gồm có gạo nếp và muối ăn. Cô ơi, ở những nơi khác thì tương cũng được làm bằng những nguyên liệu này ạ? Không đâu cháu ạ. Ở những nơi khác là người ta làm bằng từ bột ngô. Nhưng còn ở quê cô thì làm bằng gạo nếp, bằng nếp cái hoa vàng cháu ạ. Để làm được tương ngon thì công thức và nguồn nước giữ vị trí rất quan trọng. Nguyên liệu chính để làm nên món tương Tiên Lữ đó chính là gạo nếp cái hoa vàng và đậu tương hạt nhỏ. Gạo nếp chọn lựa kỹ bằng cách dần sàng sao cho không còn hạt gãy. Cách thức làm tương cũng có nhiều bí quyết riêng. Để tương ngấu, ăn ngon phải ngâm ủ trong khoảng thời gian tối thiểu 1 tháng. Tương thành phẩm có thể để được khoảng 2 năm mà không cần dùng bất kỳ chất bảo quản nào. Cô ơi, khi mình làm tương như này thì các nguyên liệu thì mình cho theo tỷ lệ như thế nào ạ? Cái này là cô đã làm từ kinh nghiệm rồi cháu ạ. Ví dụ nếu người ta chưa quen thì người ta phải có công thức ấy. Tức là một gạo thì 4 nước cộng với 2 muối. Nhưng mà cô đã có kinh nghiệm rồi thì cô cứ thích cô đổ vào thôi. Cũng chả nó. Đấy, cô cứ thích cô đổ vào. Cho các nguyên liệu thì có cần theo thứ tự gì không cô? Bây giờ thì không cần nữa, tức là cho đỗ vào cũng được, mà trước cũng được, mà cho muối cũng được, mà cho gạo cũng được. Khi đã cho đỗ vào nước rồi á, thì bây giờ muối rồi á, bây giờ cô mới cho nước vào. Đấy, bây giờ cháu giúp cô cho nước vào này. Để cô lấy mốc đã phơi khô rồi cô sẽ cho vào. Có cho nhiều nước không ạ? Cháu cho cũng hàm lượng đi vừa đủ thôi. Tức là hàm lượng nước và đỗ vào ấy cũng là vừa đủ. Sau khi đã cho nguyên liệu vào đủ rồi thì cô cháu mình bắt đầu đánh tương. Đánh cho nó bao giờ nó muối và nước và đỗ nó hòa quyện vào với nhau, nó đặc lên. Khi cô cho cháu đánh thử được không ạ? Được rồi, để cho đánh đi. Khi nào nó hòa quyện đặc vào với nhau thì bắt đầu dừng lại và sẽ phơi nắng. Phơi nắng và sẽ đậy nắp vào, không những con trùng khác nó ngã vào. Đã. Nghề làm tương truyền thống phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Trời càng nắng thì tương càng ngẫu và thơm. Trước đây, tương chỉ được làm vào mùa hè. Tuy nhiên hiện nay, nhờ kinh nghiệm được đúc rút qua nhiều năm, nên tương được làm quanh năm mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Ui, thơm quá ạ. Cô ơi, tương như này đã ăn được chưa ạ? Tương này ăn được rồi cháu ạ. Tương này là cô làm đã được 10 ngày rồi. Hàng ngày cô sáng ra, cô vẫn dậy sáng để cô đánh để cho cái hạt mốc của nó nhũn đều theo cái bột đỗ. Vậy thì cho nên là ngày nào cũng phải đánh cho đến chừng khoảng 20 ngày sau thì tương đã ăn được rồi thì ta lại cho vào những cái lọ con để đem đi cho ra cho khách hàng ấy. Cho cháu đánh thử xem có nặng không được cô. Rồi đây cô cho cháu đánh đi. Cứ đánh nhanh tay lên để cho nó có độ quyện của tương. Tương Tiên Lữ đã trở thành một món ăn quen thuộc và là món quà quê dân dã, bình dị, gắn liền với cuộc sống của những người dân trên vùng đất này. Nếu có dịp ghé thăm vùng đất Tiên Lữ, bạn đừng quên thưởng thức hương vị quê đậm đà tình đất, tình người.